Trong khoảng thời gian dẫn dắt đội tuyển bóng bầu dục Anh, Stuart Lancaster thường thích chia sẻ những tư tưởng của mình về tầm quan trọng của uy tín. Ông cảm thấy rằng mọi huấn luyện viên hoặc người quản lý có thể được đặt lên bàn cân từ 0 đến 100. Mọi trận đấu đã qua, mọi bài tập, mọi cuộc họp và mọi quyết định, dù nhỏ đến đâu, đều là dịp để tăng thêm uy tín của ông trong mắt các cầu thủ hoặc trở thành mối đe dọa cho những gì ông đã xây dựng qua năm tháng. Lancaster cũng thường chỉ ra việc các huấn luyện viên thường sẽ bước vào nhiệm kỳ mới với 50% uy tín. Tuy nhiên với ông, mọi sự lại rất khác. Sau khi đã vươn lên một cách thầm lặng ở bộ môn bóng bầu dục, dù chưa từng thi đấu hoặc dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp, Stuart Lancaster cảm thấy mình vẫn không thể vượt qua con số 20 trên thang đo của mình dù được trở thành huấn luyện viên của đội tuyển Anh vào năm 2011. Nhưng từ số phát điểm nhỏ bé đó, Lancaster vẫn tự tin rằng mình có thể xây dựng uy tín qua thời gian. Trong khi đó, một huấn luyện viên chuyên nghiệp có thể làm điều ngược lại. Tuy nhiên, mọi thứ lại không được như ý ông. Lancaster thường được ca ngợi vì những đóng góp của ông trong việc cải thiện văn hóa thi đấu của đội tuyển bóng bầu dục Anh, nhưng kết quả trên sân lại không đủ tốt. Vì vậy, ông phải thôi việc sau màn trình diễn kém cỏi ở World Cup 2015. Nhưng những gì ông nói vẫn rất đúng. Nếu bạn có được danh tiếng tốt nhưng lại khiến quân không tốt hoặc không chịu được áp lực, bạn chắc chắn sẽ mất điểm. Và khi điều đó xảy ra, các cầu thủ sẽ dần thôi lắng nghe bạn, dần nói xấu sau lưng bạn và thế là bạn bị out. Triết lý này được áp dụng thậm chí còn triệt để hơn trong bóng đá, nơi mà mọi rủi ro về kinh tế đều rất lớn, sức ép lên các huấn luyện viên vì vậy cũng nặng nề hơn. Tệ hơn thế, vì lý do nào đó, cái suy nghĩ bất tuân với huấn luyện viên dần trở nên dễ dàng hơn so với những thế hệ cầu thủ trước. Với một phong thái độ tàn bạo, một vụ việc nhỏ thôi cũng có thể khiến uy tín của một huấn luyện viên giảm sút một cách trầm trọng, thậm chí không thể cứu vãn. Đó là lý do vì sao các huấn luyện viên bóng đá từng có thời kỳ thi đấu huy hoàng lại không có được những kỳ dẫn dắt các đội bóng lâu dài, thậm chí có được một thời kỳ chuyển giao đại thành công. Một cầu thủ có được danh tiếng thời còn thi đấu cùng với một cá tính mạnh có thể có được khởi đầu tốt hơn và càng đạt được nhiều thành công về sau, uy tín của anh ta sẽ càng tăng. Tuy nhiên, rất ít cựu cầu thủ cho thấy được sự bền bỉ qua thời gian như Sir Alex Ferguson hay Jurgen Klopp, những người có một sự nghiệp thi đấu không mấy tiếng tăm nhưng lại có được uy tín rất lớn khi làm huấn luyện viên. Dù các cầu thủ lớn có được khởi đầu khá dễ dàng như Johan Cruyff hay Franz Beckenbauer, họ lại không có được một khoảng thời gian thành công lâu dài khi trở thành huấn luyện viên. Dù bất cứ lý do gì, việc Zidane giành được 3 Champions League thực sự là một trường hợp quý hiếm. Tuy nhiên, ít người nghĩ rằng tay cầm quân của Zizou đến một cách tự nhiên. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp đi ngược lại điều này, thậm chí còn nhiều hơn trước. Khi nhìn vào các đội bóng hàng đầu châu Âu thời điểm hiện tại, bạn sẽ thấy được rất nhiều cái tên quen thuộc nhưng cũng rất lạ. Có cảm giác như Premier League đang dần đi theo xu hướng huấn luyện viên nhà trồng. Có thể kể đến vài cái tên tiêu biểu như Ole Gunnar Solskjaer, Frank Lampard, Mikel Arteta. Tuy nhiên, Premier League cũng không phải là ngoại lệ. Có thể kể đến những cái tên bên ngoài nước Anh như Andrea Pirlo ở Juventus hay Simone Inzaghi ở Lazio, hoặc gần đây nhất là Hansi Flick của Bayern, tân huấn luyện viên vừa đưa Bayern đến mấy cú ăn ba mùa trước. Có lẽ việc Pep Guardiola và Zidane làm được khi dẫn dắt đội bóng cũ của mình đã tạo ra một trào lưu và xu hướng cho những huấn luyện viên muốn trở về mái nhà xưa. Họ tự tin rằng với tài năng và kinh nghiệm thời còn thi đấu, họ chắc chắn sẽ có được thành công khi nhận được những sự hỗ trợ đúng lúc cùng những tài năng tuyệt vời. Ngoài những cái tên kể trên, còn có cả những tên tuổi như Steven Gerrard ở Rangers, Ryan Giggs ở đội tuyển Wales, John Terry vừa trở thành trợ lý cho Dean Smith ở Aston Villa, Michael Carrick trở thành trợ lý dưới thời Solskjaer ở Man United, và giờ đây là Wayne Rooney, người có thể trở thành người kế nhiệm cho Philippe Cocu sau khi huấn luyện viên người Hà Lan bị sa thải hồi tuần trước. Tuy nhiên, không phải ai trong số đó cũng thành công. Dù vậy, họ vẫn có thể dễ dàng vượt qua thử thách đầu tiên trong sự nghiệp của mình, đó là chứng minh cho các cầu thủ thấy mình có nhiều hơn uy tín và uy quyền thời còn thi đấu. Nếu không có uy tín lúc còn thi đấu, chẳng ai dám cho Steven Gerrard, lúc này chỉ mới 37 tuổi, dẫn dắt Rangers, dựa trên việc anh từng làm huấn luyện viên đội U18. Thêm vào đó là trường hợp của Frank Lampard, người suýt chút nữa được Derby County thăng hạng và hiện đang dẫn dắt Chelsea. Cuối cùng là trường hợp của Ole Gunnar Solskjaer, người từng khiến Cardiff City phải xuống hạng và chỉ giành được 2 danh hiệu vô địch quốc gia Na Uy trong mùa áo Molde. Uy tín và danh tiếng của những cái tên kể trên đều xuất phát từ khoảng thời gian thi đấu của họ. Điều này thường không giúp họ duy trì được thành công lâu dài. Truyền thông, người hâm mộ và đương nhiên là cả ban lãnh đạo có thể bị cuốn hút bởi những cái tên lớn và quen thuộc. Nhưng các cầu thủ sau khi đã vượt qua cơn choáng ngợp của danh tiếng sẽ muốn thấy được nhiều hơn từ vị huấn luyện viên của họ. Nếu họ và ban huấn luyện không thể tạo ra được sự cải thiện về mặt cá nhân hay tập thể trên sân, hoặc tỏ ra vụng về và thiếu nhạy bén trong cách điều hành cầu thủ, chắc chắn những huấn luyện viên này sẽ không thể trụ lâu. Từ khoảnh khắc đầu tiên Gerrard và Lampard tiếp quản Rangers và Derby County hồi mùa hè 2018,
đã có rất nhiều người ấn tượng với sự may mắn của họ, đến mức có cảm giác với Gerard, mọi chuyện sẽ chia rẽ theo hai hướng. Thành công, tức giúp Rangers vượt qua thế kìm kẹp của Celtic bằng cách thắng 10 trận liên tiếp, và thế là ông sẽ đặt mình vào vị trí của Klopp sau khi ông rời Liverpool, hoặc thất bại, tức không đạt được kỳ vọng ở sân Ibrox, rồi sau đó bị sa thải, khiến Gerard gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc tương lai. Nhưng điều này tuy vậy không phải là hiếm với những cựu siêu sao từng xây dựng thành công trong một màu áo nhất định. Bóng đá luôn khó khăn là như vậy. Tệ hơn, những khó khăn này không chỉ đến từ người hâm mộ hoặc truyền thông, mà nó còn đến từ ban lãnh đạo và các cầu thủ. Danh tiếng có thể lên xuống một cách nhanh chóng, khiến uy tín của các huấn luyện viên trên bàn cân cứ thế lên xuống một cách thất thường từ ngày này sang ngày khác. Có thể thấy rõ điều đó qua việc Lampard đang từ chỗ khác bàn thắng với Chelsea, lập tức có được một chuỗi 6 trận thắng trước Krasnodar, Burnley, Gen, Sheffield United, Newcastle và Gen thêm một lần nữa. Thực sự, Lampard đã có được sự ổn định, điều sẽ giúp ông tiến tới những thành công trong tương lai. Tuy nhiên, sau trận đấu kế tiếp gặp Tottenham Hotspur, Sevilla, Leeds United, Krasnodar, Wolverhampton, Everton sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn sâu rộng hơn về Lampard. Tuy nhiên, vẫn có thể khẳng định rằng cả Lampard lẫn Gerrard đều đang có được uy tín cao hơn thời điểm của mình 2 năm trước, tức thời điểm họ mới nhận lãnh công việc. Điều này có lẽ xuất phát từ việc họ được đưa lên làm huấn luyện viên dù chưa có được nhiều kinh nghiệm và còn phải học hỏi thêm. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi thứ cũng như vậy. Brian Brosson, Roy Keane, Ruud Gullit và Gianluca Vialli, những cá tính rất khác nhau, đều cho thấy họ xuất sắc như thế nào trên bàn ghế chỉ đạo ở năm đầu hoặc năm thứ 2 nắm quyền. Nếu Gerrard và Lampard vẫn có thể cải thiện và phát triển trong năm thứ 3, điều này chắc chắn giúp họ rất nhiều, thậm chí cho chúng ta thấy mặt lợi của việc học tập và xây dựng nền tảng kiến thức về lâu dài, thay vì đi đường thẳng từ cầu thủ đến huấn luyện viên, hoặc trong trường hợp của Brian Robson, Gullit và Vialli trở thành cầu thủ kiêm huấn luyện viên. Có lẽ Rooney sẽ rút ra một điều gì đó. Có thể thấy Rooney đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc vạch ra định hướng cho Derby County hồi cuối tuần trước. Dù Rooney đang theo học bằng A, huấn luyện viên của UEFA và là một phần trong ban huấn luyện của Philippe Cocu, có cảm giác việc chuyển từ cầu thủ sang huấn luyện viên một cách nhanh chóng đang dần trở nên lỗi thời, thậm chí nó có hại cho các cựu cầu thủ. Thêm vào đó, việc học hỏi, xây dựng kiến thức từ từ để có thể chuẩn bị cho thử thách trước mắt khi trở thành huấn luyện viên chính thức sẽ có lợi hơn cho Rooney. Ở thời điểm hiện tại, Rooney có thể có được uy tín với các đồng đội khi đang là một trong những cái tên vĩ đại nhất của bóng đá thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Gareth vẫn chưa thể xây dựng được kiến thức, kinh nghiệm và quan trọng hơn cả là những mặt mạnh mà các huấn luyện viên cần phải xây dựng nếu muốn thành công. Kể cả khi Steve McClaren trở lại dưới danh nghĩa cố vấn, việc bổ nhiệm Wayne Rooney sẽ trở thành canh bạc đầy may rủi của ban lãnh đạo Derby County. Tuy nhiên, bóng đá là trò chơi của may rủi mà. Có những thứ mà chúng ta khó có thể đưa ra lời khẳng định nếu như chưa theo dõi nó sau một khoảng thời gian dài. Có thể về mặt lý thuyết, Wayne Rooney không phải là cái tên thích hợp cho công việc huấn luyện của Derby County. Tuy nhiên, khó có thể nói rằng Rooney không thể đạt được ít nhiều thành công như các huấn luyện viên trước đây. Hãy coi Hansi Flick, người vừa giành được cúp Anh 3 với Bayern Munich mùa trước, là một ví dụ để thấy rằng trong bóng đá, điều quái gì cũng có thể xảy ra, và tốt hơn hết là chúng ta nên theo dõi một cách thấu đáo trước khi đưa ra một kết luận cuối cùng.